Canon 200D dòng máy ngon nhưng bị đánh giá thấp. Dòng máy ảnh này có một phân khúc khá đặc biệt. 200D dành cho những người chuyên quay vlog, chuyên quay video, được sinh ra lúc mà mirrorless chưa lên ngôi. Do ống kính dành cho người làm vlog nên cực kỳ nhỏ gọn luôn, chỉ nặng có 449g, cầm trên tay rất là nhẹ. So với những chiếc máy khác thì nhẹ hơn hẳn, kích thước cũng nhỏ hơn. Dù vậy nhưng bắn cầm vẫn không hề bị cắt giảm, cầm trên tay vẫn rất là thoải mái, trong vẫn là một cảm biến crop đảm bảo chất lượng ảnh và chất lượng video cho bạn. Khả năng lấy nét vượt trội qua live view, công nghệ lấy nét được lấy từ những dòng như 80D hay 6D2 xuống. Tích hợp menu mới, người mới chơi rất dễ sử dụng. Có thể gọi con này là tiền thân của Canon M50 sau này. Một điều vượt trội ở 200D so với những chiếc máy cùng thời đó chính là khả năng đang chuyển video qua wifi. Vì ít người biết đến nên đây là một món hời dành cho những bạn trẻ quay vlog hay TikTok. Mọi điều về máy ảnh hay hỏi máy của Hà Nội.